Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 20 người thương vong, tại hiện trường xe khách biến dạng hoàn toàn. Qua điều tra và xác minh, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do thời tiết có mưa và sương mù, tài xế điều khiển phương tiện trong trạng thái không tỉnh táo, buồn ngủ. Theo báo cáo của Bộ Công an cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xảy ra ở cao tốc La Sơn - Túy Loan được xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn. Báo cáo nêu rõ, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại km 36+400 đường La Sơn Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 47B01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng sinh năm 1988, trú tại huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe chở 22 người, bao gồm 19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe đã lao xuống vực sâu. Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên là chị Nguyễn Thị Vĩnh sinh năm 1960, quê Đắk Lắk và một người khác chưa rõ danh tính. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Trong sáng 23 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng đã đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn, ông Lê Trung Chinh trao 22 suất hỗ trợ của Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng cho các nạn nhân, 2 triệu đồng cho một trường hợp bị thương và 5 triệu đồng cho một trường hợp tử vong. Tài xế BAT sinh năm 1988, trú thị trấn Eak, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đêm tối đường lại trơn trượt. Qua khúc cua, tài xế cố gắng bám tay lái nhưng bất thành, khiến xe trượt xuống vực. Tài xế T khẳng định, lúc đó tôi tỉnh táo, không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 1 tại km 36+400 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Bộ Công an báo cáo Phó Thủ tướng vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan. Theo Bộ Công an, hồi 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại vị trí nêu trên, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển số 47B01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Thời điểm xe khách lao xuống vực sâu, trên xe chở 22 người, gồm 19 hành khách và 3 nhân viên nhà xe. Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m, đợi cầu tải trọng lớn để cầu kéo. Nguyên nhân sơ bộ là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn. Xe có thời hạn đăng kiểm 6 tháng một lần. Lần kiểm định gần nhất là ngày 24 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm đăng kiểm 4703D, huyện Eak, Đắk Lắk và hết hạn kiểm định đến ngày 23 tháng 4 năm 2024. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khẩn trương tiếp cận hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa, sương mù, trời tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo Bộ Công an, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tập trung tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Trong đó tập trung vào tuyến quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc nguy hiểm, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là liên quan đến xe khách. Liên quan đến vụ tai nạn trên, trong 12 nạn nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, có 3 trường hợp bị thương nhẹ và được ra viện, 1 trường hợp nặng đang được theo dõi. Sáng 23 tháng 1, bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp nhận 12 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Bác sĩ Lê Đức Nhân nói, trong 12 nạn nhân có 3 người bị thương nhẹ, sau khi xử lý vết thương được ra viện, 8 người khác được chuyển đến các khoa ngoại chấn thương, ngoại lồng ngực để điều trị. Có 1 nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, đang được theo dõi ở khoa hồi sức. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn, bệnh viện tập trung tối đa y bác sĩ và thiết bị để phục vụ thăm khám cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, việc xử lý các ca bệnh tạm ổn. Ngoài nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, có 6 người đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và 1 người cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Triểu. Đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng sau vụ lật xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, anh Nguyễn Văn Sĩ sinh năm 1997 vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Sĩ kể lại, tôi đang trên hành trình từ Gia Lai về quê Hưng Yên ăn Tết. Lúc đó tôi đang nằm nghỉ, bỗng nghe thấy ầm một cái nên vội ôm vào cột giường. Xe lăn xuống 3-4 vòng, rơi xuống vực và nát hết. Có 2 đến 3 người mắc kẹt bên trong. Tôi lôi được một cụ già ra, nhưng giờ không biết bà có qua khỏi không, vì lúc đó thấy bà rất yếu. Anh Sĩ cho biết trước khi xe lao xuống vực, tài xế vẫn đang nói chuyện với một người nữa trên xe. Anh Sĩ kể, tự nhiên thấy ầm một cái rồi xe lật và rơi xuống vực. Những người bò ra được khỏi xe bắt đầu la hét, nhưng ai khỏe thì ngoi lên được. Lúc đó trời tối, mọi người lấy điện thoại bật đèn flash để tìm hành khách trong xe. Xe có khoảng 22 người gồm cả tài xế. Tài xế vẫn tỉnh táo, hô hào mọi người xem còn ai bị kẹt trong xe không. Tôi và tài xế đã đưa được một người ra ngoài, lấy chăn đắp cho bà ấy. Còn một cụ ông nữa, lúc đấy vì xe quá dốc nên không thể kéo được ông ấy ra. Tôi và tài xế động viên ông bình tĩnh chờ cứu nạn đến. Vì xe cứu thương chật chội nên anh Sĩ nhường xe cho người khác. Anh Sĩ cho hay, tôi trú ở hầm đến sáng, sau đó được lực lượng công an tìm thấy. Ông Vũ Hải Đường, 51 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn thảm khốc. Theo ông Đường, vào rạng sáng ngày 23 tháng 1, trên đường từ Đắk Nông về quê, chiếc xe chở ông cùng hàng chục hành khách khác bất ngờ tông vào phần ta luy trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và rơi xuống một con suối. Ông Đường cho biết, thời điểm xe khách gặp nạn, trời tối đen như mực và mưa lạnh. Lúc ấy tôi không đủ bình tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy nhiều người nhoài ra khỏi xe và tôi theo chân họ, leo lên khỏi vực sâu cách mặt đường tầm 15 mét. Khoảng nửa tiếng sau khi xảy ra va chạm, lực lượng cứu hộ có mặt ở hiện trường để đưa ông cùng nhiều người bị nạn đến bệnh viện. Là một trong số 20 hành khách bị thương trong vụ tai nạn, bà Đào Thị Thoa, 54 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk, thở phào nhẹ nhõm khi hay tin 2 người thân của mình đi cùng chuyến xe cũng thoát nạn trong gang tấc. Một nạn nhân khác cho biết, quê gốc tôi ở Hải Dương. Hôm qua chị em tôi đón xe từ Đắk Lắk về quê để dự đám cưới đưa cháu, nào ngờ giữa đường thì gặp nạn. Cùng tâm trạng, những hành khách đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang thiêu ngủ thì nghe tiếng rầm, xe rung lắc mạnh, sau đó rơi xuống vực sâu. Trời tối đen như mực, chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Sau khi ra khỏi xe, mọi người dắt díu nhau bỏ lên chỗ cao. Được biết, khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 1, xe khách giường nằm loại 40 chỗ chạy trên tuyến trên theo hướng Nam Bắc. Khi đến gần km 36+314 thì bất ngờ lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống. Xe khách tiếp tục tông vào phần ta luy và rơi xuống một con suối. Hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, 1 người mất tích, 20 người bị thương. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Đà Nẵng, công an huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện để cứu hộ cứu nạn. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện huyện Hòa Vang. Theo lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên tuyến có mưa to gió lớn. Danh sách các trường hợp bị thương gồm Trần Thị Ngọc chú Hải Dương, Lâm Thị Lanh Hải Dương, Đào Thị Loan Đắk Lắk, Hoàng Văn Kiệt Quảng Bình, Phạm Thị Ngọc Hiếu Ninh Bình, Đoàn Văn Minh Đắk Lắk, Phương Thanh Tùng Đắk Lắk, Nguyễn Tuấn Liên Đắk Lắk, Nguyễn Công Danh Hà Nội, Cao Xuân Đắk Lắk, Vũ Văn Được Hưng Yên, Phạm Văn Ninh Thanh Hóa, Đoàn Thị Thoa Đắk Lắk, Vi Thế Mạnh Đắk Lắk, Phan Văn Tính Hưng Yên, Hồ Thị Xuân Nghệ An, Vũ Hải Đường Hưng Yên, Vũ Thị Yến Đắk Nông, Trần Đăng Hải Quảng Trị. Xe khách gặp nạn thuộc nhà xe Quỳnh Hương, chuyên chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương. Tài xế PAT sinh năm 1988, trú thị trấn Eak, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đêm tối đường lại trơn trượt. Qua khúc cua, tài xế cố gắng bám tay lái nhưng bất thành, khiến xe trượt xuống vực. Tài xế T khẳng định, lúc đó tôi tỉnh táo, không buồn ngủ, không sử dụng chất kích thích. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe khách giường nằm trên tuyến La Sơn - Túy Loan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và đại diện Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Sáng ngày 23 tháng 1, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại đây. Thay mặt chính quyền và Ban An toàn Giao thông Đà Nẵng, ông Trinh trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho người nhà nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 12 nạn nhân, trong đó có 3 người đã ra viện, 8 người đã chuyển đến các khoa điều trị, gồm ngoại chấn thương, ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực, một người đang được theo dõi ở khoa hồi sức. Hiện bệnh viện đang theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Tiếp đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng cũng đến bệnh viện huyện Hòa Vang để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại đây. Đến thăm hỏi các nạn nhân tại các bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các y bác sĩ quan tâm cứu chữa kịp thời các nạn nhân vụ tai nạn, sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố liên hệ với các bệnh viện để nắm cụ thể danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu và Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng để bố trí phương tiện có hỗ trợ kịp thời nhất. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang hết sức cố gắng để điều tra và làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc nói trên. Tại bệnh viện, lực lượng y bác sĩ cũng đang khẩn trương cấp cứu cho các bệnh nhân gặp nạn. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.